Happy New Year tất cả mọi người nha. Thì hôm nay có thể nói là khởi đầu một năm mới, năm 2022 rồi nha các bạn. Tính theo dương lịch thì mình ăn Tết dương lịch trước đi, rồi Tết âm lịch mình tính sau nha. Thì mình cũng cầu mong cho năm mới này thì tất cả mọi người đều gặp may mắn về sức khỏe, về tình yêu cũng như về gia đình đó, cũng như là tiền tài các kiểu luôn. Sự nghiệp đồ càng làm càng đi lên. Thì hy vọng là năm nay á thì các bạn sẽ làm ăn được hơn ha, có nhiều cơ hội để mà phát tài nhiều hơn chứ. Như năm rồi ha, như cái năm rồi thì nó hơi buồn một tí do tình hình dịch bệnh căng thẳng rồi một tí đó, rồi cũng không ai làm ăn được gì ha, cũng hơi buồn tí cho chỗ đó. Hy vọng là qua năm mới thì mọi chuyện sẽ ổn hơn ha, cơ hội đến với mọi người sẽ nhiều hơn và đến với cơ hội cũng sẽ đến với mình nhiều hơn. Thì sẵn dịp năm mới này nè, mình có tổ chức là sale cá với màu nha mọi người. Mình giảm giá kỳ này là mình giảm giá hơi bị mạnh luôn. Là lý do tại sao mà mình tổ chức cái cuộc sale này ha, cái thứ nhất là từ trước tới giờ mình làm YouTube rồi đó, các bạn ủng hộ mình rất là nhiều, nhưng mà mình chưa tổ chức được một cái cuộc gọi là tặng cái game show hay là một cái chương trình gì tặng cá với màu ha, tặng cá với màu cho mọi người. Thì sẵn hôm nay nè, nhân dịp năm mới rồi, mình tổ chức một cái chương trình sale nửa bán nửa cho các bạn. Tại vì nếu mà cho không á thì chắc chắn là sẽ không đủ đâu, đúng rồi, cá của mình coi vậy chứ nó có bé tí à, không đủ cho hết tất cả mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ dành ưu tiên cho những bạn mà ủng hộ mình từ trước tới giờ. Mình có một bầy rồng đỏ Indo nè, tóm lại thì cũng ráng cố gắng để mà thúc cho nó lớn nhanh lắm mọi người, thúc ai cho ăn mập ngập mặt luôn để cho tụi nó lớn nhanh. Tại vì dạo gần đây thì các bạn thấy là các bạn rất là nhiều người là giảm giá, tổ chức chương trình giảm giá, sự kiện cuối năm rồi các kiểu rất là nhiều, mình cũng nôn nao dữ lắm chứ ha, cho nên là phải tham gia cùng với các bạn đó cho vui. Sẵn thì sẵn tri ân tới cái mọi người luôn ha, Noel mình không làm được thì Tết Tây mình ráng tranh thủ Tết Tây mình làm cho các bạn. Thì số lượng cá thì cũng ít thôi mọi người, chỉ có cái bầy này là bây giờ là nhìn nó nhỉnh hơn mấy bầy khác. Mấy bầy khác thì nó nhỏ tí à, bé tí à đó, nhưng mấy bầy đó bé tí chưa có mà ấy được, còn tơ dữ lắm. Bầy này thì cũng rất là tơ, nhưng mà hôm nay thì thấy nó nhóm nhóm rồi nè, để mình xô cá cho các bạn ha, vớt nó ra xô. Mình cũng đã chuẩn bị cái cao xô nè, do là cái nước tảo xanh này nè, thọt cái hũ vô hết vớt thì nó sẽ không thấy rõ được cá ha. Xô cá rồi mình sẽ nói, mình sẽ công bố về cái thể lệ mà xè cá bên mình. Cái thứ nhất, nguyên tắc bên mình là sẽ nhận phí cá trước, sau đó sẽ soạn cá cho các bạn xem, rồi sẽ sửa gửi cá như video cho các bạn ha. Mình đảm bảo 100% cá sẽ như video. Và khi mình show thì mình sẽ không show bất kỳ, không sử dụng bất kỳ một cái tiểu xảo show nào hết ha, bắt lên như thế nào thì show như vậy ha, không sử dụng tiểu xảo show. Cái thứ hai thì mình có hai cái đơn vị giao nhận, một là Futa Express, hai là GNT. Nếu GNT thì các bạn chịu khó thanh toán phí ship với lại shipper. Còn Futa Express, nếu bạn muốn vận chuyển bằng Futa Express được thì mình sẽ nhận phí ship trước, do là bên đó nó thu phí ship trước thì mình sẽ thu đều hết là 40.000 ha, 40.000 cho những tỉnh ở gần. Ở trong miền Nam thì mình sẽ thu 40.000, miền Tây rồi á, mình sẽ thu 40.000 cho một đơn. Đó, mình sẽ trả trước cho người ta, các bạn chỉ có thể chỉ việc là ra là nhận cá thôi ha. Cái thứ hai, trong cái chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ giảm 30% khi mà các bạn bắt lẻ, giảm 30%, và khi mà các bạn bắt combo 5 cặp thì cái đơn đó giảm tới 50% ha, tầm khoảng 50% cho mọi người đó. Cho nên là số lượng cá thì có hạn, ai mà xem sớm nhanh tay thì hốt về làm giống. Tại vì cái bầy này mình đã tuyển sơ hết rồi, đây cá thì mình vớt không hết bầy nổi nha,
mình gió không hết bài nổi, cho nên là mình chỉ ớt đại lên sao thì mình show vậy cho mọi người thôi, chứ không có lựa luôn ha. Đó thì như các bạn biết, hàng rồng Indo bên mình, Indo Ribbon nè, đang rất là tơ, cá đang ửng lên hoa văn, các bạn thấy không, đang trong cái giai đoạn là bung đuôi bung hoa văn. Sao ta để sao cho bạn thấy đây ha, hơi chá đây đi, hơi chặt tí cho nên lại đó. Đây là bộ rồng Indo của mình. Thì như bạn biết, cái thường bữa cái giá bán rồng Indo Ribbon của bên mình á, thì sắc phin, máy sắc phin trống đồ tia đẹp, bộ phin đẹp thì là giá 150 lần. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hạ giá xuống, mình sẽ giảm 30% cho mọi người, là còn 100 ngàn một cặp khi mà bạn bắt lẻ ha. Có trống Ribbon, có trống gen luôn, các bạn muốn bắt trống nào bắt đó, khi mà bạn bắt lẻ là như vậy. Khi mà các bạn bắt combo thì mình sẽ giảm giá 50% lận, là chạy đi là 40 mấy 50%, là bắt combo 5 cặp thì chỉ 400k thôi. Thôi để mình đổi một chút xíu về cái đơn vị tính đi. Một mình sẽ tính là cành ha, mình sẽ tính là cành, thì một cành bằng 1k nha. Thì bắt một cặp thì là 100 cành ha, bắt lẻ thì là 100 cành, trống Ribbon, trống gen thì tùy mọi người chọn ha. Rồi khi mà bắt 5 cặp, combo 5 cặp thì sẽ là 400 cành. Thì khi mà bắt 5 cặp như vậy thì sẽ là trống Ribbon, mình sẽ quy định là 2 con trống Ribbon và 3 con trống gen và 5 con máy Ribbon cho mọi người, có gen có Ribbon nha. Ha, tại vì cái số lượng trống mà mình, cái số lượng mà trống gen của mình á, do là cái bầy nó cũng tương đối là nó đạt một tí, cái gen về Ribbon nó đạt, cho nên là cái trống gen của mình nó ra cũng hơi ít ha, trống nó ra đa số nó ra Ribbon, ra Ribbon. Nhưng mà bạn yên tâm, trống Ribbon thì rất là đẹp. Đây mình dớt lên thêm nè, dớt lên thêm cho bạn xem. Dớt đại đó, dớt đại đó, chứ không có tuyển, không có lừa gì hết nha. Khi mà các bạn chốt đơn thì mình sẽ show cá cho bạn xem, rồi mình sẽ ok, mình sẽ nhốt riêng, rồi sau đó thì mình sẽ ship nha mọi người ha. Đây là trống nè, đó, rất là tơ, trống sai còn nhỏ xíu. Đừng có tính cái con trống này nha, cái con trống này là cái con bày trước đó mọi người, cái con bày trước đó không trước gác tụi này tới 2 tuần tuổi lận. Con này nè, cái con bơi mé trong nè, đó, khi mà nó lớn thì nó sẽ bung như vậy, bơi mé trong gác trước tụi này tới 2 tuần tuổi lận, nó trưởng thành hơn tụi này rất là nhiều ha, tại vì nó lẻ, lẻ tẻ, lẹt lẹt, có ngoài có mấy con à, ra mình nhập luôn, có một con trống thôi. Đó, nó chỉ có mình nó, mình nó là lạc loài. Đó, đây là trống nha. Thì là mình nhắc lại, giá bán lẻ, giá lẻ của mình giảm 30% thì chỉ còn 100 cành cho một cặp. Khi mà bắt combo thì mình sẽ soạn 3 trống gen, 2 trống Ribbon và 5 máy Ribbon cho mọi người, và giá nó sẽ là 400 cành. 400 cành cho 5 cặp. 400 cành cho 5 cặp. Thì máy này thì mình máy gen, máy Ribbon mình nhốt chung, nhưng mà khi mà máy thì mình sẽ lựa, máy Ribbon cho mọi người. Máy gen mình chừa lại. Ai mà muốn bắt máy gen thì mình có thể tặng thêm máy gen. Tặng không bán, máy gen tặng không bán nha. Đó, sẵn tri ân mọi người qua năm mới thì hy vọng thì coi như là có khởi đầu tốt. Có khởi đầu tốt nha các bạn. Có khởi đầu tốt một tí. Đây là máy. Bạn thấy những con máy bộ sắc phin, bộ Ribbon rất là tốt, không tính máy máy gen nha, chỉ tính máy Ribbon thôi nè. Mình tuyển còn sót trống lại nè, đó, chỉ tính máy Ribbon thôi. Như con này bộ phin rất là đẹp, Ribbon rất là dài đó, như con này phin rất là dày ha, rất là cao và Ribbon rất là dài đó. Đó là máy ha, thích thì mình có thể tặng thêm 1-2 con máy gen, ok, không thành vấn đề gì hết, chuyện nhỏ. Hàng gen mình không, máy gen mình không bán, máy gen chỉ có tặng thôi, thích thì mình có thể tặng thêm. Nhưng mà mình nói các bạn bắt máy gen về mệt thêm chứ làm gì,
các bạn bắt máy ribbon về các bạn ép đẻ, nó đẻ ra con máy gen chơi chứ gì ha. Bắt máy gen về mất công chặt hồ, cái đó là cái lời khuyên của mình cái lời khuyên của mình thôi đó. Thì hy vọng thì sau cái đợt này thì coi như là chia sẻ một chút xíu ha, chia sẻ một chút xíu niềm vui của mình đến với các bạn, cũng như là chúc mừng năm mới đối với các bạn, đến với các bạn, rồi cũng như là hy vọng thì năm sau thì chúng ta sẽ gặp được nhiều cơ hội hơn, gặp được nhiều may mắn hơn ha, sẽ thành công hơn năm rồi ha, năm nay nè, chứ qua năm mới rồi đúng không mọi người, qua năm mới rồi đó, qua năm 2022 này thì sẽ ok hơn. Như năm 2021 thì buồn quá mọi người ạ, rất là buồn, giãn cách tới gần 6 tháng là không làm ăn được gì ha, mà cá chăn nuôi rồi cũng thức ăn thuốc men rồi nó cũng ấy, nó cũng có thể nói là khó khăn trong việc mà vận chuyển á đó. Mấy bài này thì nó tơ hơn rất là nhiều chưa ha, bài này là rồng thái thì sắp có nữa đó mọi người, nó sau cái bài này, ráng tranh thủ để mà thúc cái bài này lớn lên, lớn mau để mà ha tổ chức chúc mừng năm mới đâu chứ không gì. Thì mình nhắc lại là mình không có code, mình chỉ ship thôi, mình sẽ nhận chuyển khoản phí cá trước, mình sẽ soạn cá cho các bạn xem qua video, qua clip á, rồi mình sẽ gửi cá như clip cho mọi người, bảo đảm 100% cá sẽ giống clip ha. Và cái thứ hai nữa, cái clip mình show cá, mình sẽ không sử dụng bất kỳ một cái tiểu xảo nào hết, bắt lên sao thì show như vậy ha, cao tay lắm thì chỉ mở đèn flash điện thoại cho các bạn xem rõ hơn thôi ha, không gánh đèn không gì hết, cho nên là màu như thế nào thì cá như thế đó ha. Cái tiếp theo là về cái giao vận thì mình có hai đơn vị, một là Futa Express, hai là GNT. Futa Express thì mình sẽ nhận phí ship trước, ở gần thì là 40k, ở xa thì tùy theo, xa quá thì chịu, xa quá thì phải cao hơn tí. Lý do là hôm bữa mình ship ra Hà Nội, phí ship tới 100 mấy lần ha, thành ra cũng hơi rác, mình phải gồng luôn, mình phải gồng luôn, lỗ nha mọi người.